Vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bác sĩ của bạn. Quý vị thân mến, với tình huống vừa rồi thì chắc là quý vị đã biết chủ đề của chúng ta hôm nay, đó là căn bệnh tràn khí màng phổi. Và qua những tình huống mà chúng ta vừa theo dõi, có thể thấy rằng đây là một căn bệnh mà nếu như không sớm phát hiện và điều trị kịp thời, nó có thể ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Vậy thì cuối cùng căn bệnh này là gì, nguyên nhân của nó, biểu hiện của nó ra sao, cũng như cách làm thế nào để điều trị, thì sau đây bác sĩ Như Vinh trong chương trình Bác sĩ của bạn sẽ giúp cho quý vị giải đáp. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay ạ. Xin chào Tiểu Thanh ạ. Xin kính chào quý khán giả đang xem đài. Thưa bác sĩ Như Vinh, tràn khí màng phổi nên được hiểu như thế nào là đúng nhất ạ? Nếu mà chúng ta họ hiểu cái từ tràn khí màng phổi là khí nó bị tràn vào cái khoang màng phổi. Chúng ta hình dung cái khoang màng phổi như thế này, giống như một cái áo có hai lớp. Cái lớp bên ngoài nó lót sát cái thành ngực của chúng ta, phía sau cái xương sườn. Và cái lớp bên trong á, là nó bao quanh cái phổi. Và giữa hai cái lớp đó là có một cái khoang. Rất là bình thường nó sẽ khít với nhau. Nhưng mà vì một lý do nào đó mà không khí nó tràn từ bên ngoài vào hoặc là từ bên trong ra, thì cái khoang đó nó sẽ bung ra và nó chứa khí ở trong đó. Nó gọi là tràn khí màng phổi. Đôi khi dịch nó cũng vào trong đó nữa, nó có thêm một cái bệnh lý khác là tràn dịch màng phổi, cũng tương tự như vậy. Vậy thì thưa bác sĩ, khí khi tràn vào cái khoang giữa hai lớp này thì nó có thể dẫn đến những ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của người bệnh ạ? Khi khí mà nó tràn vào ở trong cái khoang màng phổi đó thì nó sẽ ép cái phổi ở bên trong. Nó ép cái phổi mình nó nhỏ lại, và đôi khi á, cái khí nó tràn ra nhiều quá nó làm cho cái phổi nó xẹp một bên luôn. Tức là nguyên một lá phổi của mình nó xẹp lép luôn. Và khi đó tình trạng khó thở sẽ xảy ra, và khó thở rất là nhiều, tùy theo cái mức độ nặng nhẹ của cái tràn khí đó. Có những người mà bị tràn khí quá nhiều thì sẽ khó thở dữ dội, và khi đó nó ảnh hưởng tới cái gọi là cái cuộc sống của mình, cái mạng sống của mình. Dạ, vậy thì thưa bác sĩ, nguyên nhân dẫn đến việc khí làm thế nào có thể tràn vào trong khu vực này được? Đúng rồi. Như vậy khí nó có thể từ bên ngoài vào hoặc bên trong ra. Bên ngoài thì thông thường là do chấn thương, do vật nhọn đâm lủng cái ngực của mình thì tương đối dễ hiểu. Còn bên trong á thì do rất là nhiều lý do. Đó, có những lý do mà người ta cũng không hiểu nó là cái gì, nó gọi là tràn khí màng phổi nguyên phát. Nguyên phát hay còn gọi là tự phát, có nghĩa là tự động nó bị vỡ một số cái bóng khí ở trên cái màng phổi đó. Và khí từ trong phổi mình nó chui ra. Và không biết là lý do tại sao cái bóng khí nó bị vỡ. Cái nguyên nhân thứ hai là nó có lý do. Lý do là do cái bệnh ở phía trong cái phổi. Ví dụ như bệnh nhân bị, đặc biệt là nước mình là bệnh nhân bị lao phổi. Thì khi điều trị lao, có thể là trong quá trình lao mà không điều trị, nó cũng làm đủng cái màng phổi, khí nó chui ra. Cũng có thể bệnh nhân điều trị lao xong rồi, còn lại sơ sẹo dữ quá, thì đôi khi lâu ngày nó cũng bị bục cái màng phổi đó, khí nó chui ra. Hoặc là bệnh nhân bị một số cái bệnh lý gọi là mãn tính, ví dụ như bệnh bụi phổi chẳng hạn. Bụi nó khi được hít vào ở trong phổi, nó bắt đầu nó được bắt lấy bởi những cái tế bào gọi là đại thực bào ở trong phổi đi. Thì nó ăn những cái bụi đó rồi nó di chuyển ra sát vào màng phổi, nó làm cho cái màng phổi nó nên trở nên nó bị sơ, và đôi khi nó bị lủng, gây ra tràn khí màng phổi. Vậy thưa bác sĩ, đối với căn bệnh tràn khí màng phổi này thì chúng ta điều trị cũng như can thiệp như thế nào là tốt nhất? Thì nó tùy theo cái mức độ mà chúng ta có những cái biện pháp can thiệp nó gọi là thích hợp. Ví dụ như có những người họ chỉ hơi cảm giác khó thở, chụp hình phổi cái lượng khí tràn nó rất là ít, thì thông thường bác sĩ sẽ cho nằm viện để theo dõi. Có thể không làm gì cả, đừng có cử động nhiều. Cũng có một số người cho thở oxy liều cao lên, thì cái khí đó có thể nó tự hấp thu trở lại. Tức là sau một thời gian cái khí nó hết, nó được hấp thu hết và cái phổi, khoang màng phổi nó trở lại mức bình thường. Nhưng mà nếu mà tràn khí màng phổi nhiều hơn chút xíu nữa, bệnh nhân khó thở, thì bắt buộc phải lấy cái khí đó ra. Lấy khí đó ra thì nếu mà ít á, thì bác sĩ sẽ có những cái dụng cụ hút khí ra. Nhưng mà nếu mà tràn khí màng phổi nhiều quá, và nếu mà tràn khí màng phổi nhiều thì mình suy nghĩ là cái lỗ thủng có thể rất là lớn. Mình có hút cái khí đó ra thì khí khác nó cũng vào lại rất là nhanh. Cho nên á, người ta có một phương pháp khác, người ta đặt luôn một cái ống luôn. Đặt một cái ống để thông ra bên ngoài. Và cái ống đó nối với một cái chai. Cho nên vừa vào bệnh viện thấy là có nhiều người đi đâu phải xách theo cái chai. Cái chai đó có cái ống nối vô trong cái phổi của họ để dẫn khí ra. Và khi cái khí được dẫn ra như thế
thì một thời gian thì có cơ hội để cái lỗ thủng đó nó lành lại. Và khi mà chụp lại hình phổi mà thấy phổi nó đã nở ra, cái khoang màng phổi nó không còn khí nữa, thì người ta sẽ rút cái ống dẫn lưu đó ra. Thì đó là những biện pháp điều trị gọi là trước mắt để làm sao giải quyết cái không khí nó lọt vào trong khoang màng phổi. Nhưng về mặt lâu dài, về mặt điều trị nguyên nhân, thì phải xác định coi thử là tại sao bệnh nhân bị tràn khí. Nếu mà tràn khí màng phổi nguyên phát hay là tự phát đó, không rõ bị cái gì, thì khi đó bệnh nhân sẽ không điều trị tiếp gì cả. Nhưng mà có một điều đặc biệt là những người trẻ tuổi bị tràn khí màng phổi tự phát đó, nó dễ bị tái phát. Có nghĩa là thời gian sau, có nghiên cứu thấy rằng tới 30%, cứ 10 người là có 3 người sau thời gian họ bị tràn khí một lần nữa. Và khi mà tràn khí lần thứ hai vào thì có thể bác sĩ sẽ làm lại như lần thứ nhất. Nhưng mà tới lần thứ ba thì thông thường bác sĩ phải, người ta gọi dân gian gọi là giá màng phổi, vá cái màng phổi lại, là dùng những cái thuốc bơm vào trong khoang màng phổi để cho hai cái màng phổi của mình nó dính lại với nhau, nó không còn di động giống như một người bình thường nữa, mà nó dính lại và không có cơ hội để khí nó tách ra. Nó giống như chúng ta vá xe đạp đó. Thì đó là cái cách để cho trị cái tràn khí màng phổi cho những người bị tái phát nhiều lần. Còn những người mà có nguyên nhân là do cái tổn thương phổi ở bên trong, ví dụ như bệnh lao phổi, thì chúng ta phải điều trị tốt cái bệnh lao. Nếu mà bệnh bụi phổi thì chúng ta phải hạn chế tiếp xúc với bụi, chúng ta phải có những biện pháp làm sao giảm bớt tác hại của cái bệnh bụi phổi đó. Thưa bác sĩ, trong câu chuyện chúng ta vừa theo dõi lúc nãy thì nhân vật của chúng ta lại có một cái suy nghĩ, đó là cách để luyện tập và phòng tránh căn bệnh tràn khí màng phổi, đó là luyện tập hít thở thường xuyên. Bởi vì theo bạn ấy nghĩ là hít thở thường xuyên và thở tốt rồi thì cho dù là tràn ra hay tràn vô gì thì cũng chẳng có sao cả, thì không biết rằng điều này có đúng hay không. Thực ra như tôi vừa trình bày thì cái động tác hít thở nó không cũng không làm cho cái màng phổi của mình nó chắc hơn, không chắc hơn được. Nếu mà chúng ta vì lý do gì đó bẩm sinh mà gọi là nguyên phát đó, không biết gọi là nguyên nhân gì đó mà tự nhiên bóng khí nó bể ra, thì chúng ta tập thở nó cũng không thể nào cản trở được cái việc bể ra cái bóng khí đó. Nhưng những người đó nó có những biện pháp để giảm bớt cái khả năng bị bể cái bóng khí. Đó là ví dụ như chúng ta phải hạn chế những động tác mà ép cái ngực, cái bụng của chúng ta với một áp suất lớn. Có những người ho dữ quá, có những người khiêng vác, ráng gồng sức lên, thì khi đó nó dễ bể những bóng khí đó. Hoặc là những người mà gọi là thay đổi áp suất đột ngột, thở lặng, lặng mà chúng ta trồi lên nhanh quá, nhiều khi là phổi nó nở ra rất là nhanh và có thể bị tràn khí màng phổi. Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Như Vinh với chủ đề của chương trình hôm nay ạ. Xin cảm ơn. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Bác sĩ của bạn cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.